Mặc dù các sản phẩm về nước giải khát trên thị trường rất đa dạng, tuy nhiên sản phẩm nước chanh xả mật ong với muối biển sâu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực phẩm và nước giải khát Nam Việt với thương hiệu Vinut vẫn luôn là sự lựa chọn số 1 của chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, huyện Văn Giang trong thời gian qua. Không chỉ lựa chọn sản phẩm tốt cho sức khỏe của bản thân và gia đình, chị Huyền còn giới thiệu cho bạn bè cùng sử dụng. Sau khi có một người bạn giới thiệu cho em, thì em đã sử dụng thử cái sản phẩm của Vinut này và em cảm thấy là nó giải khát rất tốt và tăng cường sức khỏe cho em. Sau những cái giờ làm việc mệt mỏi là em hay uống cái dòng sản phẩm này. Sản phẩm mới nhưng mà cũng được mọi người rất là tin dùng, đã sử dụng và lại muốn hỏi để mua tiếp. Số lượng thì có tăng dần lên, tại vì nhu cầu khách hàng thì mình lại phải nhập nhiều lên. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực phẩm và nước giải khát Nam Việt với thương hiệu Vinut được thành lập năm 2016, có trụ sở tại số 994/1C đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề chuyên sản xuất kinh doanh các loại nước uống từ nước trái cây đóng chai, nước giải khát đóng chai, lon, thức uống không cồn. Công ty là một trong những nhà sản xuất nước giải khát tận dụng nguồn nguyên liệu từ trái cây nhiệt đới có sẵn lớn nhất Việt Nam. Các sản phẩm chủ lực của công ty gồm nước chanh xả mật ong với muối biển sâu, nước ép trái cây Vinut lon 330ml, hương mãng cầu, xoài đu đủ, ổi cam. Nước ép trái cây có thạch có hương vị vài ổi cam, dưa lưới và nước dừa, nước nha đam, yến sào đóng chai và lon, nước tăng lực. Đến nay, công ty sản xuất 465 mặt hàng nước giải khát các loại, xuất khẩu sang 180 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có những thị trường khắt khe, khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Nga, Nam Phi và các nước Liên minh châu Âu. Sản phẩm này có thể giúp tốt cho hệ thống miễn dịch của bạn, hỗ trợ tăng sức đề kháng toàn thân thể của chúng ta. Ngoài ra, thì sản phẩm hỗ trợ giảm các triệu chứng ho. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực phẩm và nước giải khát Nam Việt với thương hiệu Vinut có nhiều sản phẩm đảm bảo chất lượng tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Trong đó, có sản phẩm nước chanh xả mật ong với muối biển sâu đã nhanh chóng có mặt tại 63 tỉnh thành trong cả nước. Tại tỉnh Hưng Yên, nhà phân phối Đức Trưởng có trụ sở tại thôn Tử Đông, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, hiện đang là đơn vị duy nhất trong tỉnh cung cấp sản phẩm của công ty cho 200 cửa hàng tại 10 huyện, thị, thành phố. Dự kiến đến cuối năm nay, nhà phân phối Đức Trưởng sẽ nâng sản phẩm cung cấp cho 3.000 cửa hàng với tổng số lượng giao tại các cửa hàng khoảng 15.000 thùng nước giải khát trên ngày. Với sự đầu tư của công ty, với sự cộng tác của nhà phân phối, chúng tôi cam kết trong 3 tháng tới sẽ phủ kín sản phẩm trên toàn địa bàn tỉnh Hưng Yên từ nông thôn đến thành thị để người tiêu dùng có thể mua bất kỳ lúc nào, mua bất kỳ nơi đâu. Song song với việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm trong thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực phẩm và nước giải khát Nam Việt với thương hiệu Vinut luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện. Tại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, công ty phối hợp cùng nhà phân phối Đức Trưởng tặng 400 suất quà cho người nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi từ thiện chia sẻ khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Sản phẩm của công ty tặng là các lon nước chanh xả mật ong với muối biển sâu, hỗ trợ làm sạch hệ hô hấp, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho sức khỏe. Sự quan tâm hỗ trợ của công ty và nhà phân phối góp phần tiếp thêm nghị lực cho người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia yêu thương trong cộng đồng. Tôi rất là phấn khởi được công ty giúp đỡ bệnh nhân chúng tôi. Chúng tôi cũng không biết nói gì hơn, cảm ơn công ty. Sự thiện nguyện của công ty đã góp phần trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, cũng như là động viên tinh thần và sức khỏe cho bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân. Được biết trong thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực phẩm và nước giải khát Nam Việt thường xuyên thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng. Không chỉ tổ chức các hoạt động từ thiện trong nước, công ty còn phát tặng 58.000 lon nước chanh xả mật ong với muối biển sâu tại 10 hệ thống siêu thị lớn thuộc bang California, Hoa Kỳ. Các sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực phẩm và nước giải khát Nam Việt với thương hiệu Vinut nói chung và sản phẩm nước chanh xả mật ong với muối biển sâu nói riêng
là sự khẳng định đầy tâm huyết, trách nhiệm của một doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực thực phẩm và nước giải khát trên hành trình vì sức khỏe của cộng đồng.